Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5, dự kiến bế mạc vào ngày 23 tháng 6 năm 2023 và được tổ chức thành hai đợt với tổng thời gian làm việc là 22 ngày. Trong dự kiến chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 cũng dành thời gian trong ngày làm việc đầu tiên, 22 tháng 5, để xem xét công tác nhân sự. Liên quan đến nội dung này, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và biểu quyết đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với nhân sự do Quốc hội bầu. Đồng thời, Quốc hội cũng dự kiến tiến hành bầu Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ban Tài chính Ngân sách Quốc hội khóa 15. Trước đó, vào ngày 15 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương thống nhất để đồng chí Nguyễn Phú Cường, chủ nhiệm Ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, được thôi chức Ủy viên Trung ương khóa 13. Ngày 16 tháng 5, đồng chí Nguyễn Phú Cường có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thôi các chức vụ do Quốc hội khóa 15 bầu. Như vậy, theo trình tự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình ra kỳ họp quyết định các nội dung liên quan. Phó trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường theo quy trình. Hiện nay, chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đang do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiêm nhiệm. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương khóa 13 vừa qua, Trung ương thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, được thôi giữ chức Ủy viên Trung ương khóa 13. Đồng thời, Trung ương cũng đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu phê chuẩn. Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận cho ý kiến tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Hội nghị Trung ương 7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 là lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Quy trình 3 bước lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được quy định trong Điều 9, Quy định 96 của Bộ Chính trị như sau. Bước 1. Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm. Căn cứ kế hoạch của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ chuẩn bị các nội dung sau. Yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo theo quy định. Tập hợp báo cáo hồ sơ của người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định và báo cáo giải trình, cung cấp thông tin về nội dung liên quan nếu có, gửi cho người ghi phiếu trước 15 ngày. Các nội dung vấn đề cần làm rõ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc người ghi phiếu tín nhiệm thì gửi cho người được lấy phiếu tín nhiệm trước 10 ngày lấy phiếu tín nhiệm. Chuẩn bị phiếu tín nhiệm ghi danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức tín nhiệm và có đóng dấu treo của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định. Đề xuất ban kiểm phiếu. Bước 2. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị quán triệt về mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo quy định. Bầu ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu. Cán bộ trong thành phần ghi phiếu và bỏ phiếu vào thùng phiếu theo quy định. Bước 3. Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu với hội nghị. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 3 bản, 2 bản gửi cấp trên trực tiếp, 1 bản lưu tại địa phương, cơ quan, đơn vị và quản lý theo chế độ mật. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Trung ương bầu, gồm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Sau đây là danh sách 21 ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. 16 ủy viên Bộ Chính trị bao gồm 1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 2. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng 3. Thủ tướng Phạm Minh Chính 4. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 5. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai 6. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên 7. Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm 8. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc 9. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú 10. Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang 11. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình 12. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
13. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. 14. Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Cường. 15. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. 16. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. 5. Ủy viên Ban Bí thư gồm 1. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. 2. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. 3. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. 4. Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. 5. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Theo quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp. Quy định số 96 nêu rõ, kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn, xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm ở hai nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư được công khai trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, là dịp nhìn lại đánh giá một cách khách quan toàn diện những kết quả thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đang xen. Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra những chủ trương quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13. Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để hội nghị quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận và xem xét quyết định đối với các nội dung của hội nghị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hội nghị Trung ương lần này là hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cũng như so với các nhiệm kỳ gần đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, đồng thời thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.